Chào toàn thể anh chị em mình ha. Chào mừng anh chị em mình trở lại với kênh Trải Nghiệm Vlog của em. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên clip nói về Mai Vàng ha. Thì hôm nay nó cũng đã rơi vô là ngày 7 tháng 8 âm lịch ha. Thì vào tháng này thì chúng ta sẽ làm những gì để giúp cho cây mai vàng mình nó phát triển được thuận lợi hơn ha. Thì theo như anh chị biết, trong cái thời gian này đổ lại khoảng 10 ngày này thì Việt Nam mình vừa hứng một cái cơn bão số 3 ha, gọi là siêu bão. Thì trong 10 ngày trở lại đây, dường như là Sài Gòn chúng ta là ngày nào cũng có mưa, và đối với cái độ ẩm rất là cao thì mưa xuống nó sẽ tạo ra những cái độ ẩm, và anh chị thấy nè, mưa xong trời lại nắng như vậy thì cái nhiệt độ độ ẩm trong không khí đó, nó rất là lớn, thì nó sẽ dễ tạo ra các loại sâu bệnh nấm mốc ha. Thì đặc biệt là cái nấm mốc ha, và cái tiếng trùng rễ, anh chị thấy, anh chị sẽ để ý trong những ngày này, cái chất chồng chúng ta dường như nó sẽ không có bị được khô ráo, mà lúc nào nó cũng ẩm ỉ. Thì chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ cái bộ rễ cây mai vàng, để giúp cho bộ rễ nó phát triển mạnh mẽ, và nó sẽ kháng cự được với cái mùa mưa này. Thì anh chị biết, cây mai vàng chúng ta đầu năm thường ít khi nó bị bệnh lắm. Vào cái giai đoạn tháng 7, tháng 8 này nè, nó cũng là giai đoạn rất là thuận lợi cho mai vàng, nhưng mà nó cũng làm một cái thời gian khiến cho mai vàng bệnh rất là nhiều. Mà nếu chúng ta không hiểu, không theo dõi được cây mai, và chúng ta không hiểu được các loại bệnh trên cây mai, thì dường như cây mai chúng ta nó sẽ dẫn đến bị suy kiệt, và nó sẽ không tạo được hoa, và hoặc là nó có làm nụ được thì cuối năm nó cũng không nở được, hoặc là nó èo uột, nó nở bông nhỏ, bông mồ côi. Thì sẵn đây em cập nhật cái cây mai mà hôm Tết nó bị mo dụm lá ha. Thì em cũng có chăm sóc, nhưng mà chăm sóc theo kiểu nuôi thả để cho cây nó phục hồi. Thì cây mai này anh chị thấy ha, hôm nay nó cũng đã khỏe lại nè, cây tược nó chạy nè đó. Thì cây này hôm nó mo dũng lá, bệnh rất là nặng. Thì cây mai nào cũng vậy, anh chị mà khai thác, anh chị chơi hoa, mà anh chị chơi kéo cho nó chơi hoa liên tục trong vòng 2-3 năm thì dường như nó sẽ suy hết ha. Thì em cũng có một lời khuyên như thế này: nếu mà anh chị nuôi mai để mà chơi ở nhà mình, chơi cho vui, chơi văn nghệ, thì tốt nhất một cây mai anh chị có thể chơi năm nay, nếu mà anh chị có nhiều cây, ví dụ như mình chơi một mình nuôi khoảng 3 cây, 4 cây, thì năm nay mình chơi cây này, năm sau mình chơi cây khác, thì cây này mình để mình thả dưỡng, để chi? Để cho cây mai nó phục hồi và nó trả lại cái trạng thái tốt nhất cho cây mai ha. Để tại vì anh chị biết, sau khi mà chúng ta chơi hoa, cây mai nó sẽ có cơ chế nó làm trái nữa, nó sẽ làm cho cây kiệt quệ và rất là dễ bị chết sau khi chơi hoa. Thì đây cũng là những cái lý do chính trong cái tháng này để dẫn đến Tết chúng ta chơi hoa xong cây mai nó sẽ chết. Thì hôm nay em muốn nhắc nhở với anh chị thế này: thì khi trong thời điểm này anh chị xem, chất chồng lúc nào nó cũng ẩm ỉ, không có chất chồng nào nó khô hết vậy, thì chúng ta phải làm gì? Thì trong giai đoạn này, anh chị thứ nhất, anh chị phải thường xuyên kiểm tra ha. Sau khi mưa lớn xong, anh chị kiểm tra coi cái mặt chất chồng của mình nè. Đó, ví dụ cái chậu mình nó sẽ hẫm xuống khoảng 1-2 phân gì đó. Sau khi mưa lớn, anh chị ra nhìn thử xem, coi là chậu của mình nó có được thoát nước hay không. Có những anh chị trồng cây, anh chị hay cho đất vào, thì khi mà đất nó dẻ ra, nó trộn với lại cái hằng sơ dừa, nó sẽ tạo ra một cái chất mùn hữu cơ, thì nó sẽ làm bích đáy chậu. Thì khi mưa to, mưa lâu ngày xuống thì cái chậu chúng ta nó không thoát được nước, và khi dứt mưa khoảng 1-2 tiếng sau, nhưng mà trong chậu chúng ta nó vẫn còn nước lỉnh bệnh, thì là cây dư nước ha. Và dư nước vậy rất là hại cho bộ rễ. Cây mai nó cũng cần nước, nhưng mà nó rất là không chịu nước ẩm, anh chị hiểu không em ha? Thì là cái nước mà nó gọi là nó chèm bẹp, nó nhiều nước quá, nó làm cho lèn chất chồng á, thì là cây mai chúng ta cái rễ nó không phát triển được. Và khi nó ra được cái rễ lông tơ, nó sẽ bị thối, nó bị nhũng rễ đi ha. Thì nó là ảnh hưởng đến. Nhưng mà anh chị phải biết, khi nó thối nhũng cái rễ lông tơ á, thì cây mai mình nó là gọi là cây lâu năm, thì những cái rễ cũ, gọi là rễ cái, rễ chính rồi, thì nó vẫn sinh trưởng được, nhưng mà nó không ra được rễ lông tơ nữa, thì nó sẽ không còn chất dinh dưỡng để mà nó nuôi lên cây, nhưng mà nó chỉ nằm như vậy để mà nó sống. Thì từ giai đoạn này cho tới Tết, nó vẫn kéo được, nó vẫn làm bông được, nhưng nó nở bông không đạt. Và anh chị không biết, anh chị vẫn khai thác hoa, anh chị khai thác hoa thì vô tình chung chúng ta sẽ làm cây chúng ta nó bị suy biểu, và năm sau rất là khó cứu. Tại vì trong quá trình từ tháng 8 tới tháng 12,
nó sẽ làm cho bộ rễ bị nhũng luôn. Thì những cái rễ lâu năm nó cũng sẽ bị thối nhũng đen từ từ và nó hoại tử, nó sẽ chết. À, thì anh chị sẽ theo dõi trong giai đoạn này, mà nếu sau những cơn mưa to như thế này, những cơn bão, những ngày mà mưa nhiều, mà anh chị xem xét thấy cây của chúng ta mà nó không đi được đọt non nữa, anh chị thấy nè, tổng quan cây em đây giờ cây nào nó cũng đang chạy đọt non hết. À, anh chị thấy ha, cây nào cũng vậy, nó đều đi đọt non hết. Còn cây của anh chị mà cây nào mà nó không đi được đọt non á, thì anh chị phải nghĩ tới một vấn đề là cây chúng ta bộ rễ đang có vấn đề. Nào, tại sao? Tại vì khi mưa nhiều nó dẫn đến nấm bệnh nè, tiếng trùng rễ nè, nó sẽ gây ra thối nhũng và hoại tử rễ. Hoặc là một số loại nấm nó sẽ tấn công vào tuyến rễ, nó ăn, nó bám trên cái bề da của bộ rễ, nó hút các chất dinh dưỡng từ rễ lên, thì cái dinh dưỡng nó sẽ không đẩy được lên bộ lá, thì bộ lá chúng ta nó cũng không ra được lá non. Thì anh chị thấy nè, cây nào cũng phải thời điểm này là nó phải đi như vậy liên tục. Mà anh chị nhớ ha, những cây mà sinh trưởng bình thường đang làm nụ, nụ còn nhỏ nhỏ hoặc là chưa có nụ, thì giai đoạn này anh chị sẽ bấm liên tục ha. Nè, chị thấy nè, của em nó lên kim nè ha, nhưng mà em vẫn phải bấm. Nhưng mà bây giờ em bấm theo kiểu á, là anh chị phải biết nha, mình bấm giai đoạn này em nhắc thêm á, anh chị thấy vừa ra đọt non là em nhéo liền, em nhéo để cho nó nhảy xương. Anh chị thấy nó nhảy nè, nó nhảy xương dầm rất là nhiều. Này mình kêu anh gọi chung nó là chèo ha, thì những cái chèo anh thấy nó đang lên kim nè đó, thì những cái kim này sau này nó sẽ làm thành nụ đó. Anh chị nhớ giùm em ha, những cây đang sinh trưởng bình thường khi nó ra điển hình, nó ra khoảng 3-4 lá vậy nè, là anh chị nhéo vô cái khoảng nhỏ này của nó nè, đó là nó sẽ tự đâm tiếp nó đi. Đấy, như nó ra mình bây giờ mình không cần cây nó đi nhiều được nữa, mà mình chỉ cần nó đi ngắn để nó tạo hoa thôi, thì mình không ưu tiên để dài, mà chứ vừa ra chúng ta ngắt để cho nó nhảy những cái chèo non, để cho thật là nhiều chèo, thì sau này Tết sẽ thật là nhiều bông rồi ha. Em hơi nói rệt một xíu, bây giờ em sẽ vô lại những cái đề chính ở cái vấn đề là bộ rễ ha. Mùa mưa gió nó rất dễ bị hai thứ bệnh là nấm rễ và tiếng trùng, và trên thân lá thì nó sẽ bị là các loại nấm hồng, nấm trắng nữa tấn công. Thì cái đó là chúng ta phải hiểu và định kỳ xịt phân, xịt thuốc rồi ha. Còn ở đây hôm nay em nhắc anh chị ở chỗ này là chúng ta sẽ bảo vệ về bộ rễ của mai vàng thì bảo vệ như thế nào, thì chúng ta sẽ kết hợp hai loại thuốc. Thì thường năm em vẫn chia sẻ với anh chị cốc tâm lâm ha, nhưng mà cốc tâm lâm thường em sẽ xài từ cái giai đoạn tháng 6, tháng 7, tháng 8 này trở về cuối năm. Tại vì sao? Cốc tâm lâm nó là gốc đồng, nó sẽ làm cho cây chúng ta lá mau già. Thì ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ lấy cơi rất là nhiều, chúng ta cơi để cho nó đâm chèo liên tục. Mà khi đâm chèo liên tục vậy, chúng ta sẽ ép nó từ nay cho tới tháng 9, cơi lá, những cơi lá gần nhất này nó phải già thiệt là nhanh, để chi? Để nó tạo nụ cho đồng lạc ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta xài cốc tâm lâm để giúp cho các cơ tuột chúng ta nó mau già lá hơn, mau cứng lá hơn, để chồi kim nó phát triển được tốt hơn, và nó bổ sung một lượng đồng cho cây để giúp lá nó được xanh đậm hơn, xanh dày hơn ha. Thì ở đây em có sử dụng hai loại thuốc để giúp cho bộ rễ mai vàng nó kháng được các loại bệnh. Thì cũng thường em cũng thường hay chia sẻ với anh chị ha. Đây, đầu tiên nó sẽ là cốc tâm lâm. Thì cái liều pha để mà tưới gốc, cái liều mà chúng ta để xịt thì nó sẽ là 3g trên 1 lít nước để xịt thân lá. Còn cái liều mà tưới gốc thì anh chị dùng một gói cốc tâm lâm này, anh chị pha dùm cho em 25 lít nước hoặc là 20 lít nước, tùy ha. Tùy, nếu hiện trạng cây mà đang bị nấm thì anh chị có thể dùng 20 lít, còn mình tưới ngừa thì anh chị dùng 25 lít em, để cho cây nó được nhẹ một xíu ha. Thì thằng này mình sẽ dùng một gói pha cho 25 lít. Còn cái thằng Tecgo này, anh chị nào không biết cái này thì em nói luôn, thằng này nó là thuốc trị tiếng trùng rễ ha, mà nó trị hệ vi sinh đó. Thì anh chị pha dùm cho em 25 ml cho 25 lít nước, thì cơ bản nó là 1 ml cho lít nước ha. Anh chị pha 1 ml cho lít nước, thì anh chị pha với thằng này, thì thằng này một gói 25, giờ em lấy cái liều chung là 25, thằng này pha cho 25 lít nước thì thằng này 25 ml ha. Anh chị trộn chung và tưới đều vào gốc rùm cho em, gọi là tưới làm sao cho nó thẩm thấu thật là đều nhất có thể, để giúp cho cái loại thuốc của mình nó thấm được tới tất cả các nơi trên rễ mai, để nó giúp cho bộ rễ được mạnh khỏe kháng bệnh ha. Và giai đoạn này anh chị nhớ em định kỳ tưới hai loại này, thì anh chị cứ khoảng một tháng anh chị tưới giùm em một lần, vào về giai đoạn mùa mưa này chúng ta tưới thường xuyên một xíu, để cho cây mai vàng chúng ta nó không có phát sinh ra những loại bệnh ngoài ý muốn mà nó dẫn đến yếu cây, suy cây ở giai đoạn cuối năm và đầu năm ha. Thì anh chị cố gắng
tưới giùm em hai loại này nhớ giùm em ha. Tại vì nhưng mà anh chị nhớ ha, khi chúng ta tưới, nếu mà chúng ta tưới một mình Tactigo thì anh chị có thể trộn chung với lại thuốc dưỡng rễ được ha. Còn mà khi anh chị phối giữa Tactigo và Cốc 85 thì anh chị chỉ tưới Tactigo và Cốc 85 thôi. Anh chị nhớ ha, anh chị không được sử dụng các loại thuốc dưỡng rễ để pha chung với Cốc 85. Tại vì Cốc 85 nó có gốc đồng, mà khi anh chị sử dụng các loại dưỡng rễ, anh chị biết dưỡng rễ nó là các gốc kim loại ha, nó là đồng, sắt, kẽm, mangan đồ, mà khi anh chị đưa nó vào các loại đồng á, thì cái gốc đồng á, thì nó sẽ làm cho kết tủa, thì hai loại thuốc nó bài trừ lẫn nhau, nó sẽ không có tác dụng. Anh chị nhớ giùm em ha, chúng ta sẽ không sử dụng Cốc 85 chung các loại dưỡng, nhưng mà mình được sử dụng chung với loại thuốc sâu vậy thôi. Còn nếu mà anh chị sử dụng thuốc sâu không thì anh chị muốn pha với gì anh chị pha. Thì hôm nay em chia sẻ với anh chị các vấn đề để giúp bảo vệ cây mai vàng mình của mình ha. Thì anh chị nhớ, nếu anh chị nào chưa tưới có thể pha tưới để giúp cho cây mai vàng chúng ta nó được mạnh khỏe hơn và xanh lá, nó dày lá hơn. Còn giai đoạn này mà anh chị nào thấy cây mà nó yếu, nó không đi tược thì tốt nhất anh chị vẫn sẽ tưới kèm giùm cho em ha. Tưới kèm nha em, thí dụ như anh chị hôm nay tưới hai loại này thì 3 ngày sau anh chị có thể pha một cái lượng dưỡng rễ N3M ROT2 hoặc là Atonic cũng được. Nói chung là khi cây mai nó đã yếu thì chúng ta không quan trọng bông nữa, mà chúng ta quan trọng làm sao để nó sống. Anh chị tưới bất cứ loại dưỡng rễ hay kích rễ gì anh chị có để giúp cho cây mai vàng nó phát đọt, nó đi để nó tái tạo lại bộ rễ non. Và anh chị đồng thời phải kiểm tra và khắc phục cái vấn đề dư nước ở cây mai. Ví dụ như khi mà mưa nó không trôi được thì anh chị dùng một cây giò, anh chị biết cây giò gì này, là cây thứ này ha, nó là những cây tre chúng ta chẻ ra, hoặc anh chị dùng một chiếc đũa dài á, đũa bếp á, anh chị xoay theo những cái lỗ gì nè, nó không thoát là anh chị sẽ đâm xuống, đâm làm sao anh chị hướng về, ví dụ cái chậu mình nó cái lỗ ở giữa thì anh chị sẽ xéo xéo xuống để cho nó xuống được hướng của cái lỗ lỗ đất chậu á, thì khi mưa đồ nó có dư nước thì nó sẽ đi theo cái đường nó xuống để cây mai chúng ta không dư nước. Nếu mà anh chị nào không tin, anh chị thử, anh chị kiếm một cây mai nhỏ là đang mạnh khỏe, ngày nào anh chị cũng tưới đẫm nước, tưới lỉnh bỉnh chị, để ở nơi hơi mát nữa, em nói trong vòng 4-5 ngày cây mai anh chị nó sẽ bị suy ha. Thì khi đó là chúng ta sẽ không còn đường nào để khắc phục đâu anh chị, thì anh chị tin tưởng có thể làm theo ha, còn không tin tưởng thì có thể xem để tham khảo rồi ha. Thì video em đến đây nó cũng dài, anh chị xem video thấy video hữu ích, vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh, đồng thời bật luôn cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất bên em. Rồi cảm ơn anh chị, chúc anh chị chăm cây thật là vui vẻ.